Cái lắp thẻ 64 ghi được không? Thẻ 32 ghi ạ. 64 được không được? Nặng quá. Vâng. Em không biết được. Nhưng mà... chết bán hàng hay không mà không biết mẹ chết. Em chỉ giao hàng nhưng mà công ty em tặng thẻ 32 ghi. À không, như anh nhỏ 32 ghi là được rồi. Thế này mà để cho nó to này làm kiểu gì cho nó to hay là nó không to được bản chất? Có to được.